về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các con để hướng dẫn chúng mình làm các bài tập về góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Trước khi đi vào làm bài tập thì chúng mình sẽ cùng nhắc lại về thế nào là góc nhọn, thế nào là góc tù, thế nào là góc bẹt. Chúng mình đã biết góc nhọn là góc bé hơn góc vuông, góc tù thì lớn hơn góc vuông và góc bẹt thì bằng hai góc vuông. Được chưa ạ? Vậy thì áp dụng kiến thức đó, chúng mình sẽ bắt tay vào làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Trong các góc sau đây, góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt? Và để làm được bài tập này thì cô sẽ phải sử dụng Eke để chúng mình kiểm tra xem đâu là góc vuông, đâu là góc nhọn, đâu là góc tù và đâu là góc bẹt. Đối với góc đầu tiên đó là góc đỉnh A có cạnh AM, AN thì cô sẽ kiểm tra bằng Eke. Chúng mình để một cạnh góc vuông của Eke trùng khít với cạnh AN, được chưa? Và chúng mình thấy đó là góc đỉnh A và cạnh AM, AN thì nhỏ hơn góc vuông nên đây sẽ là góc nhọn, đúng không ạ? Và cô viết vào đấy, cô viết vào cột góc nhọn. Góc nhọn đầu tiên đó là góc nhọn đỉnh A có cạnh AM, AN. Tương tự như vậy đối với góc thứ hai đó là góc đỉnh B cạnh BP và cạnh BQ thì cô cũng sẽ dùng Eke để kiểm tra các con nhé. Cô cũng để một cạnh góc vuông của Eke sẽ trùng khít với cạnh BP ạ. Và cô thấy rằng góc đỉnh B cạnh BP và BQ thì lớn hơn góc vuông, đúng không ạ? Nhưng vẫn chưa bằng hai lần góc vuông nên đây sẽ là góc tù. Bởi vậy mà cô điền vào cột góc tù đó là góc tù đỉnh B cạnh BP BQ. Tương tự như vậy cô chuyển sang góc thứ 3, đó là góc đỉnh C có cạnh đó là CI và CK thì cô kiểm tra, cô thấy đây chính là một góc vuông, đúng không ạ? Nên cô sẽ điền vào cột góc vuông. Góc vuông đỉnh C cạnh CI CK. Chuyển sang góc tiếp theo thì cô thấy góc đỉnh E cạnh EX EI thì bằng hai lần góc vuông, đúng không ạ? Sẽ bằng đúng hai lần góc vuông nên đây sẽ được gọi là góc bẹt. Cô điền vào cột góc bẹt ạ. Góc bẹt đỉnh E cạnh EX và EI. Tương tự như vậy thì cô chuyển sang góc tiếp theo, đó là góc đỉnh D cạnh DU và DV thì cô cũng sẽ sử dụng Eke để kiểm tra. Cô đặt một cạnh góc vuông của Eke trùng khít với cạnh DU thì cô thấy góc đỉnh D cạnh DU, DV đang nhỏ hơn góc vuông nên đây cũng chính là một góc nhọn. Cô điền vào cột góc nhọn ạ. Góc nhọn đỉnh D
cạnh. Ở đây đó là cạnh DU và DV. Chuyển sang góc cuối cùng. Góc cuối cùng thì cô cũng dùng thước để kiểm tra. Thì cô thấy góc đỉnh O cạnh OH và OG chính là một góc tù, đúng không ạ? Vì vậy mà cô sẽ điền vào cột góc tù. Góc tù đỉnh O cạnh. Ở đây thì chúng mình có cạnh OH và OG. Cạnh OH, OG. Rất đơn giản đúng không nào các con? Như vậy thì với việc sử dụng EK để kiểm tra thì chúng mình đã xác định được các góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bệt có trong bài. Bây giờ cô mời các con sẽ chuyển sang làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Trong các hình tam giác sau, hình tam giác nào có 3 góc nhọn, hình tam giác nào có góc vuông và hình tam giác nào có góc tù? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện bài tập này bằng cách sử dụng EK để kiểm tra. Đầu cô sẽ kiểm tra hình tam giác ABC đầu tiên ạ. Cô sẽ kiểm tra góc B trước. Góc B là một góc nhọn. Cô kiểm tra đến góc đỉnh A. Thì cô thấy góc đỉnh A cũng là một góc nhọn đúng không nào, nhỏ hơn góc vuông. Và cuối cùng đó là cô chuyển sang góc đỉnh C ạ. Góc đỉnh C thì chúng mình thấy là góc đỉnh C cũng nhỏ hơn góc vuông đúng không nào. Vì vậy mà góc đỉnh C cũng là một góc nhọn. Như vậy tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vì vậy mà cô viết câu trả lời như sau. Hình tam giác ABC có 3 góc nhọn. Cô chuyển sang hình tiếp theo. Cô cũng dùng EK để kiểm tra. Cô kiểm tra góc đỉnh N trước. Thì cô thấy góc đỉnh N là một góc tù, đúng không ạ? Như vậy hình tam giác MNP là hình mà có góc tù. Tiếp theo cô chuyển sang hình DEG. Thì hình tam giác DEG, cô kiểm tra góc E trước. Đây chính là hình tam giác mà có góc vuông, đúng không nào? Góc đỉnh E chính là góc vuông, trùng khít với góc vuông của EK, được chưa ạ? Vậy thì chúng mình viết câu trả lời. Hình tam giác DEG có góc vuông. Và hình tam giác MNP có góc tù. Được chưa? Như vậy rất đơn giản và nhanh chóng, cô đã hướng dẫn xong các con làm hai bài tập của bài góc nhọn, góc tù và góc bệt. Và sau khi nghe cô hướng dẫn thì các con sẽ tự hoàn thiện các bài tập này. Xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những buổi học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.